Bộ phim Sô-cô-la hạnh phúc Tập 20. Anh Lê à, sao đột nhiên muốn hẹn tôi đi ăn vậy? Lẽ nào mời bạn bè ăn cơm vẫn phải có lý do sao? Tôi xin lỗi, hai ngày nay tôi quá hỗn loạn cho nên... Bữa nay để tôi mời được không? Tôi không cần cô khách khí, bởi vì tôi muốn biết được đáp án từ cô thì phải lấp đầy bụng cô trước đã. Tôi biết, tôi hứa sẽ không ép cô. Nhưng mà gần đây, bởi vì xảy ra một vài chuyện riêng nên tôi nghĩ... Xin lỗi anh Lê. Cho nên đây là đáp án à? Tôi biết là anh đối với tôi rất tốt, nhưng mà chính vì như vậy tôi mới càng phải thành thật với anh, không nên lừa dối anh. Tôi hiểu hết. Hiểu mà. Tôi thật ngốc nghếch, từ chối một người tốt như anh, còn làm cho anh đau lòng nữa. Là tôi không tốt, là tôi không cảm thấy anh tốt với tôi thế nào. Tôi xin lỗi anh Lê. Bây giờ tôi bị cự tuyệt, không phải là cô. Xem ra cô vẫn còn buồn hơn tôi. Thôi được, đừng nghĩ ngợi nhiều, ngồi xuống rồi nói tiếp. Đây là cửa hàng chính của chúng tôi, có vài món rất ngon, anh nhất định có thể... Thật là tự nhiên gặp nhau ở đây. Anh Doãn Chinh, mỗi lần mời anh đi ăn trưa đều không có thời gian. Khó lắm hôm nay mới gặp, không phiền ăn chung chứ? Hương vị không tồi, tài nghệ nấu nướng của bếp trưởng ngon như vậy thì nên cho ra nhiều món ngon nữa. Anh thấy sao? Tôi nghĩ càng không nên đổi thực đơn mới. Nói vậy là anh cũng là chuyên gia trong lĩnh vực này. Nhưng dù vô tình gặp anh ở đây, tôi muốn đưa ra phương án mới.
Nè, lúc ăn cơm chúng ta đừng nói chuyện công việc. Nói chuyện tiêu hóa không tốt đâu. Chúng ta đổi chủ đề đi. Khoảng Khoảng à, hôm nay cô gửi hoa cho mẹ tôi chưa? Gửi rồi. Bà ấy nói gì không? Những người như cô tôi gặp nhiều rồi. Trăm phương ngàn kế đều có thể nghĩ ra. Cô bên ngoài chia tay Thiên Lạc là lùi một bước để tiến hai bước trước mặt ông nội, mới hành động để ông ấy đứng về phía cô. Từ khi biết Thiên Lạc, cô chưa từng bỏ cuộc, chết cũng phải nắm bắt cơ hội. Vì cô biết đây là bước đệm tốt nhất. Không nói gì hết. Cô ăn chậm thôi, cẩn thận nghẹn. Ăn chậm thôi, có ai tranh với cô đâu. Cô không sao chứ? Không sao, không sao. Thật xin lỗi, xấu hổ quá. Cô là lần đầu xấu hổ trước mặt mọi người sao? Có gì phải xin lỗi chứ? Lườm tôi cái gì? Cô hôm nay làm sao thế? Lạ vậy? Làm gì mà ăn nhiều vậy? Thiên Lạc, tôi không hài lòng thái độ của anh. Nói chuyện nghiêm túc với Khoảng Khoảng. Còn nữa, lúc nãy anh nói bảo Khoảng Khoảng tặng hoa cho mẹ anh. Cá nhân tôi thấy bảo bạn gái tặng hoa là chuyện không đúng lắm. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi lần này nhắc lại, yêu cầu anh không được có thái độ như thế khi nói chuyện với Khoảng Khoảng. Không cần phải lo lắng thay họ đâu. Anh Doãn Chinh à, tôi cảm thấy hai người họ có cách nói chuyện đặc biệt mà. Thiên Lạc chỉ là thích cách nói chuyện tự do thôi. Trong lòng đối với Khoảng Khoảng rất nhẹ nhàng, đúng không Khoảng Khoảng? Thiên Lạc, anh nói chuyện tự do quá rồi, làm cho người ta hiểu lầm đó. Nghĩ sai rồi. Chẳng có lúc nào tôi đối tốt với cô ấy, tôi luôn không tốt với cô ấy. Nè, còn muốn bị sặc hả? Đây là mù tạt đó. Tương xì dầu nè. Cô xem, đúng hay không? Thiên Lạc rất quan tâm. Tùy cô, muốn ăn gì thì ăn. Cô thích là được, thích gì ăn nấy đi. Chuyện này, tôi và Khoảng Khoảng thực sự đã chia tay rồi. Dứt khoát chia tay rồi. Tôi sao lại bảo cô ấy mang hoa? Vì cơ bản là cô ấy bán hoa. Thứ hai, tôi thật tâm, tôi lo lắng về kinh doanh của bạn gái cũ. Chúng tôi thật sự đã chia tay rồi, không có chút tình cảm nào khác, không có. Tôi và Thiên Lạc thật sự đã chia tay rồi. Tôi và anh ấy một chút quan hệ cũng không có. Tôi xin lỗi, tôi còn có việc đi trước. Làm phiền mọi người. Khoảng Khoảng, anh Doãn Chinh, tôi còn muốn bàn với anh. Có chuyện gì về công ty rồi nói. Thiên Lạc, anh có thấy anh Doãn Chinh rất quan tâm Khoảng Khoảng không? Trước nay đều đối tốt với Khoảng Khoảng như vậy. Cô có muốn ăn gì nữa không? Chúng ta gọi thêm vài món mà cô thích. Không cần đâu. Thôi ăn đi. Cái gì mà bạn gái trước? Liên quan gì tới tôi? Ai là bạn gái trước của anh? Ai hy vọng làm bạn gái cũ của anh chứ? Hai người yêu nhau liên quan gì tới tôi? Tôi một chút cũng không quan tâm. Chung Khoảng Khoảng một chút cũng không bận tâm. Alo, Tịnh Nhu hả? À, tôi mới ăn xong. Được được, tôi về ngay.
Cố lên Chung Khoảng Khoảng, cố gắng làm việc, không nghĩ ngợi chuyện linh tinh. Cố lên, cố lên, cố lên. Tôi không phải là Peter Pan. Tôi lớn rồi. Tôi có thể tự xây cho mình một đảo. Còn nữa Úc Oánh, cô đợi tôi. Tôi sẽ để cho cô trở thành chủ nhân của đảo thần tiên. Chúng tôi thật sự đã dứt khoát tình cảm. Không có bất kỳ tình cảm nào, thật sự không có. Trên xe sao vẫn còn người ngủ? Cô ơi, cô ơi, sao còn ngủ vậy? Tới điểm cuối rồi. Điểm cuối? Đúng. Tịnh Nhu, tôi ngồi nhầm xe rồi. Vẫn ổn, tôi sẽ về ngay. Cảm ơn anh. Cô không nhận là vì có tình cảm với Thiên Lạc à? Sao có thể chứ? Anh cũng biết là hai chúng tôi chỉ là giả thôi, cơ bản không phải là người yêu. Còn nữa, anh ấy không thích tôi, không có chút tình cảm nào với tôi. Cô không nói tôi cũng biết. Chính là cô không hề diễn kịch với cậu ấy, mà thật sự là thích. Sao, sao có thể được chứ? Sao có thể thích anh ấy được? Đúng là buồn cười. Cô uống như vậy sẽ bị sặc đấy. Anh đừng tốt với tôi như vậy. Tại sao? Vì không đón nhận tình cảm của tôi nên cô thấy có lỗi. Đừng nói xin lỗi với tôi. Bởi vì trong tình yêu, ba chữ làm đau người khác chính là tôi xin lỗi. Huống chi là cô nói, tôi cũng không chấp nhận. Tôi không thể từ bỏ. Nếu như đối thủ cạnh tranh của tôi là Thiên Lạc, tôi sẽ không từ bỏ. Đi thôi, tôi sẽ đưa cô về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tình yêu rốt cuộc bắt đầu như thế nào? Nhưng xóa sạch được hay không? Hay nhổ tận gốc? Thật sự có hiệu quả không? Có thể nhẹ nhàng không? Nó lại thể hiện theo cách khác. Tôi yêu anh ấy, nhưng người anh ấy yêu lại là cô ấy. Cô ấy lại yêu người khác. Lệnh chuyển xuống. Chúng ta làm tốt công việc chuẩn bị cùng nhau. Rốt cuộc là ai yêu ai? Chúng tôi thật sự không hiểu. Lần thứ năm rồi. Hôm nay cô cắt hỏng 5 bông hoa rồi. Tôi xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu. Chỉ cần giúp gì thì cứ nói chứ đừng hành hạ những bông hoa này. Cắt hỏng là hết hoa bán bây giờ. Có chuyện gì thì cứ nói mau lên. Hay không phải là vì yêu mà đau lòng, vì tình mà ngẩn ngơ. Lại có chuyện gì đối với Thiên Lạc rồi à? Không phải Thiên Lạc mà là Doãn Chinh. Là anh Doãn Chinh đó. Anh Doãn Chinh nào? Lừa tôi. Lần trước cô nói hai người không có quan hệ gì cả. Không phải. Lần trước em cũng không biết. Chị Tịnh Phân, chuyện này có thể không bàn riêng không? Chính là như vậy. Chị cả à, sao kích động vậy làm gì chứ? Giống như Khoảng Khoảng cướp người yêu của chị ấy. Chính là như vậy. Không phải, chị không có ý đó. Chị là muốn Khoảng Khoảng hạnh phúc. Mặc dù chị gặp trưởng phòng mấy lần, nhưng mà chị biết anh ấy nhất định là người đàn ông tốt, trưởng thành, thận trọng, phong độ ngời ngời. Đó chẳng phải là người trưởng thành già dặn sao? Thế không được, không hợp, không thể sống với người già được. Vẫn là Thiên Lạc tốt nhất. Trẻ trung, đáng yêu, lại hóm hỉnh. Chỉ tiếc là vẫn có chút cậu ấm nhà giàu. Theo như chị thấy à, Kiều Hanh là khá được. Nhanh nhạy, lại lắm trò. Tốt hơn Thiên Lạc nhiều. Liên quan gì tới Kiều Hanh? Anh ấy cũng tỏ tình với Khoảng Khoảng hả? Chị chỉ nói như vậy thôi. Anh ấy thích Khoảng Khoảng sao? Không không, sao em không biết vậy? Chị chỉ nói vậy thôi mà, nói thôi mà. Không có gì. Vậy có khi nào Thiên Lạc thích em không? Mơ hả cô? Mẹ, mẹ cũng từng phiền muộn, từng vùng vẫy vì tình sao? Con cũng có thể có tình yêu như bố mẹ à. Nồng nàn ngọt ngào, một tình yêu tựa như sô-cô-la. Mẹ, thế nào, có đỡ hơn không? Thấy con có tiến bộ, mẹ đỡ hơn nhiều rồi. Nào, pha cho mẹ tách sô-cô-la nóng. Cái gì? Sô-cô-la.
Pha cho mẹ cái này làm gì? Lớn rồi có phải trẻ con đâu. Mấy đứa các con uống. Uống gì thì uống. Còn lớn bé gì nữa chứ? Chậm thôi. Ngon quá đi. Con đi làm nha. À đúng rồi. Nghe nói con và Út Oánh hẹn hò. Con làm gì vậy? Phòng nhân sự hả? Đưa cái cô thư ký Tần lắm chuyện kia đi rửa nhà vệ sinh. Nè con làm gì vậy? Làm gì thế? Không phải là thư ký Tần nói. Vậy thì ai nói? Là mẹ gọi cho bố của Út Oánh. Bố của nó nói là con vừa rời khỏi văn phòng. Bảo là con đi ăn cơm cùng Út Oánh rồi. Mẹ, mẹ đừng có suốt ngày gộp hai chuyện này lại thành một có được không? Hợp tác là hợp tác, Út Oánh là Út Oánh. Con không thể tiếp cận cô ấy vì bản hợp đồng. Có phải là con còn nghĩ tới Chung Khoản Khoản không? Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, không liên quan tới Khoản Khoản. Tóm lại, con qua lại hẳn hoi với Út Oánh. Chuyện của Chung Khoản Khoản đã xử lý xong rồi. Ý mẹ là sao? Mẹ bảo mẹ xử lý xong rồi. Có phải là mẹ nói gì với Khoản Khoản không? Con không phải quan tâm mẹ nói gì. Loại con gái muốn trèo cao không từ thủ đoạn như thế thì mẹ còn phải nói gì? Tóm lại mẹ cho con biết, nó sẽ không bám lấy con nữa. Con đừng tới tìm nó nữa, có nghe chưa? Qua lại hẳn hoi với Út Oánh. Dạ. Nghe rõ rồi, con đi làm đây. Trả điện thoại lại cho con. Xin chào. Xin hỏi có hoa tulip không? À, hoa tulip hôm nay bán hết rồi. Không sao, để hôm khác tôi mua vậy. Mấy giờ cô tan làm hay là cùng đi ăn đi? Hả? Hôm nay bố mẹ tôi có việc, không về ăn cơm. Đám chị em thì đều có hẹn. Tôi ghét nhất là ăn một mình, buồn lắm. Hoa cũng không mua được. Nếu như cô không bận thì cùng đi ăn cơm với tôi đi được không? Xin cô đó. Nếu như cô cũng có hẹn. Không có, tôi không có hẹn. Tôi phải chờ đồng nghiệp về thì mới đi được. Được không? Ok, không thành vấn đề. Tôi chờ họ về cùng cô. Bạn trai gọi hả? À không phải, không phải bạn trai của tôi. Tôi và Thiên Lạc đã chia tay từ lâu rồi. Bố của tôi, bố tôi đó. Bố. Bố. Nè, Chung Khoản Khoản, gọi bao nhiêu thế mà không nghe? Cô không bắt máy, cô có ý gì đây? Tan làm không về còn đi đâu nữa? Lạc Lạc, Thiên Lạc, lại đây. Thịnh soạn thế ạ? Thiên Lạc à, lâu rồi cháu không tới thăm chú, sao hôm nay lại tới? Cháu vừa bận công việc gần đây, liền nghĩ vòng qua đến ăn bữa cơm với chú. Câu này chú thích nghe đó. Chú đang chán phát ngán lên đây, uống một ly với chú nha. Còn phải nói nữa chú Dung, không say không về. Không say không về, được. Nào. Gần đây để tìm linh cảm cho nhà hàng mới, tôi và Doãn Chinh thường đi tìm nhà hàng thưởng thức đồ ăn. Đồ ăn ở đây rất ngon, cô thử đi.
Sao hả? Ngon không? Lần trước cô và anh Doãn Dinh cùng đi ăn. Hai người rất thân sao? À, lúc ở resort, anh Doãn Dinh là cấp trên của tôi. Sau khi chia tay, chúng tôi tưởng là sẽ không gặp lại nhau, nhưng mà không ngờ lại khéo thế tới thăm quyến lại gặp lại nhau. Hóa ra hai người từng làm cùng nhau, bây giờ lại gặp lại à? Chẳng trách anh Doãn Dinh chăm sóc cho cô như thế. Anh Lê rất tốt. Lúc ở resort, anh ấy rất quan tâm tới tôi, ở đây cũng rất quan tâm. Bố cô gọi sao? À đúng đúng, là bố tôi. Nhìn dáng vẻ của cô giống bạn trai hơn. À không không, không có thật. Tôi và Thiên Lạc đã chia tay lâu rồi. Tôi có nói là Thiên Lạc đâu. Lẽ nào không phải bạn trai mới à? Dù là ai đi nữa, điện thoại đổ chuông cả buổi rồi, nhận đi. Alo, cô bị điếc hả? Hay là bị nghểnh ngãng không nghe thấy? Bố à, con vừa tan làm, đang đi ăn với bạn. Ai là bố cô? Nghe rõ đây, tôi là Thiên Lạc. Anh làm cái gì vậy? Tôi đang bận, không rảnh nói chuyện với anh đâu. Cô nhất thiết phải làm thế sao? Thế bố cô đi đánh bạc, tôi mặc kệ đó. Nè, anh nói cái gì? Bố tôi đi đánh bạc sao? Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận. Chú Chung, chú không được đi. Tôi nói cho cô nghe, tôi sắp không cản nổi rồi, cô về lo cho chú ấy đi. Chú Chung, chú không được đi. Anh đừng có để cho ông ấy ra khỏi cửa. Anh trông chừng ông ấy đi nghe chưa? Được rồi. Xin lỗi nha. Nhà tôi có việc, tôi phải về trước đây. Không sao đâu, cô cứ về trước đi. Không cần để ý tới tôi. Vậy lần sau tôi mời lại nha. Được rồi, cô cứ đi đi, tôi đi nha. Tổng giám đốc, tôi hiểu rồi. Anh có chỗ khó xử của mình. Công ty cũng có suy nghĩ riêng. Tôi hiểu. Cảm ơn anh đã quan tâm. Tạm biệt. Xin chào. Tôi là Lê Doãn Dinh. Ai đó? Alo. Đoàn Thiên Lạc. Bố. Không lẽ để bố mình chạy thật rồi? Bố. Bố à. Bố. Trời ơi, uống bao nhiêu rồi, nồng nặc mùi rượu. Ít nhất là không đi đánh bạc. Đoàn Thiên Lạc này cũng thật là, nhìn không đáng tin, làm việc cũng nhanh gọn đấy. Không cho bố đi đánh bạc còn đưa lên giường. Cái tên đó đi đâu rồi? Đoàn Thiên Lạc. Đoàn Thiên Lạc. Oh.
Anh ôm nhầm người rồi. Tôi không phải là Nguyễn Úc Oánh. Đồ ngốc, nhường giường cho tôi, còn mình thì ngủ ở đây. Không sợ ốm hả? Chào buổi sáng, Tiên Lạc. Chào.
Mẹ, mẹ dậy sớm vậy? Ôi chà, con trai này hiếm có nha, dậy sớm thế. Quần áo cũng mặc rồi, sao lại hiếm có? Bây giờ ngày nào con cũng dậy sớm thế. Hơn nữa hôm nay là ngày quan trọng, phải đưa bản kế hoạch cho thầy Nguyễn. Con không ngủ nổi. Đừng có lừa mẹ nữa. Mẹ biết hết rồi. Mẹ biết con và đồng nghiệp phòng kế hoạch vì dự án xà khẩu mà đã thức mấy đêm liền. Mẹ nói cái này à? Con còn tưởng mẹ nói cái gì? Là công việc mà, nhất định phải dốc hết sức, không được để lại bất kỳ nuối tiếc nào. Vất vả rồi, vất vả rồi. Còn nữa, nhiệm vụ thuyết phục thầy Nguyễn sẽ do con gánh vác đó. Mẹ yên tâm đi, giao cho con. Mùi gì thế? Quản gia Từ. Dạ, bữa sáng nay có rượu sao? Dạ đâu có. Bữa sáng sao lại có rượu được? Sao lại có mùi rượu nồng nặc thế? Sao con không để ý tới? Mẹ thấy con bận cả ngày. Mẹ à, con đi rửa mặt nha. Rửa xong con đến ăn cơm với mẹ. Sắp phải thừa kế công ty rồi, vẫn còn vụng về như thế. Vào đi. Ông chủ, sao rồi? Đã chuẩn bị xong rồi. Thế thì đợi kịch hay thôi. Chỗ cũ. Ở đâu chứ? Chỗ cũ gì chứ? A Thành, hôm nay cậu không cần tới nhà họ Nguyễn. Có việc quan trọng cần cậu làm. Bà cứ dặn à. Đừng để cho tên Đoàn Thiên Lạc xuất hiện. Dạ. Mười hai giờ trưa gặp ở chỗ cũ. Đi. Không đi. Đi. Không đi. Đi. Không đi. Alo. Xin chào. Đặt hoa hả? Dạ vâng. Anh muốn đưa đến đâu? Nói với tôi địa chỉ đi. Đi. Không đi. 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 Thôi vậy. Mình xem anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng chỗ cũ ở đâu chứ? Nè. Gì thế? Đưa hàng. Bây giờ. Ừ. Khách chỉ đích danh cậu. Địa chỉ ở đây nè. Cầm lấy đi. Ai có chuyện chỉ đích danh người đưa hàng chứ? Mau đi đi. Jerry. Hãy
Anh ơi, đồ ăn anh gọi đã xong rồi, xin hỏi có mang lên luôn không? Chờ chút nữa đi. Dạ được. Xin hỏi anh là Jerry phải không ạ? Hoa của anh đây, mời anh ký tên. Anh chính là Jerry. Anh rất nhớ em. Sau khi chia tay, anh mới biết mình đã làm rất nhiều việc ngốc. Anh nhớ em. Anh thật sự rất nhớ em. Khoảng khoảng. Số máy quý khách vừa gọi hiện không nghe máy. Số máy quý khách vừa gọi hiện không nghe máy. Phục vụ. Thanh toán, không cần thối lại. Anh đi thông thả. Khoảng khoảng. Em vẫn giận anh à? Xin lỗi thưa anh. Tôi không biết anh đang nói gì. Em hận anh à? Anh không trách em. Không trách tôi. Không có yêu sao có hận? Thế nên anh không trách em. Có lẽ anh đã nhầm. Tôi không hề yêu anh, cũng không có hận. Làm gì thế? Buông ra. Buông tay ra. Oh.